Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Blog Của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn khai thác một cái dự án đào coin mới trên Telegram nha các bạn. Đó là dự án FireCoin nha. Thì dự án này chúng ta khai thác giống như là dự án Notcoin nha các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta cùng nhau điểm qua cái trang Twitter của dự án nha. Rồi thì đây là trang Twitter của dự án là dự án nhá, chỉ mới cho chúng ta khai thác vài ngày thôi các bạn, mà hiện tại có 145.000 người follow rồi. Trang Twitter tham gia vào tháng 5 2024 nha các bạn, tức là mới tham gia đây thôi nha các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta cùng nhau đăng ký tài khoản nha. Thì đầu tiên mình sẽ để cái đường link đăng ký bên dưới phần game bình luận nha. Thì các bạn nhấp vào cái phần game bình luận để mà chúng ta đăng ký nha các bạn. Rồi thì sau khi các bạn nhấp vào phần game bình luận, nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Nó sẽ chuyển các bạn sang trang Telegram nha. Các bạn bấm cho mình vào cái chữ bắt đầu phía bên dưới nè. Rồi tại đây thì các bạn bấm vào play file nè, hoặc là các bạn bấm vào play này cũng được. Rồi các bạn bấm vào chữ bắt đầu nha. Rồi như vậy là chúng ta đã vào giao diện khai thác thành công nha các bạn. Rồi thì chúng ta khai thác dự án này nó giống như là dự án Notcoin nha các bạn. Thì các bạn dùng ngón tay á, các bạn bấm vào cái logo chính giữa nè, các bạn bấm vào logo thì chúng ta sẽ thu hồi nha. Cái đồng coin của chúng ta bên dưới đây nè, nó sẽ chạy lên phía bên trên đây nha các bạn. Đấy, các bạn cứ việc bấm nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá những chức năng bên dưới nha. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp để mà tăng tốc độ khai thác nha. Các bạn bấm vào cái phần bot nè để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Thì ở đây các bạn mở cái con bot nè. Cái con bot này á, là khi mà các bạn mở thì mỗi một lần các bạn đăng nhập vào á, là nó tự động khai thác. Chúng ta đăng nhập vào chúng ta chỉ việc nhận thôi nha các bạn. Thì các bạn bấm vào, muốn mở thì các bạn bấm vào. Thì để mà mở các bạn cần phải có cái đồng coin nha. Thì đồng coin của chúng ta là cái đồng mà chúng ta khai thác, cái đồng file đó các bạn. Thì nó sẽ tự động khai thác trong vòng 8 giờ nha các bạn. Nó tự động khai thác nè. Và mỗi một lần các bạn nâng cấp á, nó sẽ cộng thêm 10% cái tốc độ nha các bạn. Rồi vào cái phần tiếp theo là cái phần multitap nè các bạn. Là cái phần multitap này á, nếu mà các bạn nâng cấp càng cao á, là mỗi một lần các bạn bấm vào màn hình á, bấm vào như thế này nè, là các bạn thu hoạch được cái tốc độ thu hoạch đồng xu nó càng nhiều nha các bạn. Đấy, cho nên các bạn nâng cấp càng cao thì cái tốc độ thu hoạch các bạn càng cao. Rồi tiếp theo là cái phần này. Thì cái phần này là cái tốc độ hồi phục đó các bạn. Tốc độ hồi phục, nếu mà các bạn nâng cấp càng cao thì cái tốc độ hồi phục càng cao. Ví dụ của mình là 5.000 đồng coin là nó sẽ đầy, nó không có hồi phục nữa nha các bạn. Ví dụ mình bấm khai thác nè, là nó xuống 4.900 nè. Đấy, rồi lên 4.980 nè, 4.984 nè. Đấy, nếu mà các bạn nâng cấp cái phần này càng nhiều á, càng cao á, thì tốc độ phục hồi càng cao nha. Rồi và tiếp theo là cái phần này, cái phần cuối cùng là đây là cái kho chứa. Các bạn tưởng tượng là cái kho chứa nha. Đây là cái kho chứa để mình nói cho các bạn dễ hiểu. Đây là ví dụ cái kho chứa của mình là 5.000 là nó đầy nha. Ví dụ mình bấm là mình bấm nó vơi đi nè, và nó phục hồi tới 5.000 là nó đầy, nó không có chứa được nữa. Nếu mà các bạn nâng cấp càng cao thì cái kho chứa này có thể lên 6.000, 7.000 đấy. Cho nên ngay chỗ này nè, các bạn nâng cấp càng cao thì các bạn có thể chứa được nhiều cái đồng coin nha các bạn. Rồi như vậy là cái phần nâng cấp mình đã chia sẻ cho các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cái phần mời bạn bè nha. Các bạn bấm vào cái phần friend nè để mà chúng ta có thể lấy cái đường link để mời bạn bè nha. Thì ở đây mỗi một lần các bạn mời bạn bè á, mời một người bạn bè thành công, các bạn sẽ nhận được 4.000 cái đồng coin của dự án nè. Rồi thì các bạn bấm vào cái chữ invite arena, bấm vào. Thì nó sẽ chuyển các bạn sang cái mà tin nhắn đã lâu ngay chỗ này nè. Đây, các bạn bấm vào. Thì ở đây nó có cái đường link bên dưới nè. Đây cái đường link nha các bạn. Đây các bạn có thể đề giữ để mà copy cái đường link này nè. Đây, đề giữ để mà copy cái đường link này. Đấy, copy đường link này, bấm sao chép nè để mà chúng ta có thể đi mời bạn bè, người thân để mà nhận thêm nhiều cái đồng bonus nha. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cái phần làm nhiệm vụ nha các bạn. Rồi để mà làm nhiệm vụ các bạn bấm vào cái phần earn nè. Rồi tại đây á, cái này là nhiệm vụ mời bạn bè nè, cộng 4.000 nè, 4.000 cái đồng coin nè. Bên dưới là follow trang, đó là trang Twitter nè, thì các bạn bấm vào để mà nhận thêm 10 cái đồng file nha các bạn. Đây, các bạn bấm vào nút theo dõi và các bạn bật chuông thông báo lên để mà nhận tất cả thông báo về dự án nha. Đấy, các bạn chỉ việc theo dõi thôi, rồi các bạn quay trở lại. Rồi như vậy là mình đã nhận được 10.000 cái đồng nè. Rồi bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó là các bạn join vào trên Telegram nè, bạn cũng nhận được 10.000 nha, các bạn bấm vào. Rồi tại đây thì nó sẽ chuyển các bạn sang trang Telegram nha. Rồi như vậy là sau khi mà join vào trang Telegram thì các bạn cũng nhận được 10.000 cái đồng coin của dự án này các bạn nè. Rồi tiếp theo là cái phần này, cái phần leader nè, tức là cái top thôi bạn. Các bạn đang, cái này là những người đang nhiều cái đồng coin nhất nè. Đấy, cái phần này cũng không quan trọng đâu các bạn. Rồi thì các bạn cứ việc đăng ký khai thác nha. Và cái đường link đăng ký khai thác mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.